Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước, thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở bài 120, 121 của cái bài phân tích thử một số ra thử số nguyên tố, nó rất là hay. Và trong clip này chúng ta đã biết được cái cách tìm cái số ước của một số, có đúng không nào? Trong clip hôm nay, thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em bắt đầu từ bài 122 trở đi nha. Như vậy thì trong quá trình học thì các em nào muốn đăng ký xếp bài tập học kỳ 1 và học kỳ 2 của toán thì chúng ta liên hệ với thầy đăng ký ở kênh em nhé, và chúng ta nhớ like, comment, chia sẻ các bạn và đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông em nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang 122. Tìm số tự nhiên A, biết ở đây là 105 chia hết cho A, chứng tỏ là A này là gì? Là gì? Anh đây là bội, anh đây là ước này. Và ở đây A nó nằm ở trong cái khoảng là 16 cho tới là gì 50, nghĩa là chúng ta phải nó rơi vào trong cái khoảng này. Các em hiểu nào? Như vậy thì để tìm được cái một số tự nhiên nào đó thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phân tích cái số 105 này ra cái thừa số nguyên tố. Như vậy thì chúng ta thấy là 105 á thì nó bằng bao nhiêu? Có phải bằng 3 nhân 5 nhân 7 nè. Ok. Cái số này nó rất đặc biệt nên chúng ta có thể phân tích được. Như vậy thì cái số A mà nó nằm ở trong cái khoảng này, khoảng này thì chứng tỏ A nó chỉ có thể là, đây là 3 nhân 5 thì bằng 15 thì loại này, 3 nhân 21 có thể là phù hợp rồi đúng không? 5 nhân cho 7, 5 nhân 7 35 thì phù hợp, chứng tỏ nó chỉ có hai số đó, chính là 3 nhân 7 bằng 21 và 5 nhân 7 là bằng bao nhiêu em? Là bằng 35, là phù hợp với cái điều kiện bài toán này. Như vậy thì số A là ước của 105, 105 thôi nè, trong cái khoảng, và trong cái khoảng ở đây là 16 nhỏ bằng A nhỏ bằng 50, nên cái số A này đó chính là gì em? Số A này nó chính là bằng 3 nhân 7 đây là 21, với lại là A bao nhiêu? 5 x 7 là 35. Chứ các em lấy 3 x 5 là 15 thì 15 này nó nhỏ hơn 16 này thì nó không có rơi vào trong cái khoảng này. Đó. Chỉ như vậy thôi. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ đi xem bài 123 các em nhé. Chúng ta xem rồi thầy sẽ hướng dẫn các em bài 123. 123 các em. Một trường có 850 học sinh nha. 805 nha, học sinh. Một trường, thầy đọc lại này, một trường có 805 học sinh, cần phải xếp mỗi hàng bao nhiêu học sinh để số học sinh ở mỗi hàng là như nhau? Rồi, có bao nhiêu hàng ấy? Bao nhiêu hàng? Trong 805 học sinh này chúng ta xếp được bao nhiêu hàng mà mỗi hàng cái số học sinh nó là bằng nhau? Bằng nhau nhé. Ví dụ 3 hàng hay 5 hàng hay là 7 hàng. Nhưng mà số học sinh đấy trong một cái hàng đấy có thể là ví dụ 100 em hay 200 em thì phải bằng nhau. Cái nghĩa như thế nào? Biết rằng là không xếp quá 35 hàng. Đây này, cái khoảng này. Không quá 35 hàng và cũng không ít hơn 15 hàng. Chứng tỏ là nó rơi vào ở trong cái khoảng nào? Cái khoảng nào em? Đây, không xếp quá 35 hàng và không ít hơn 15 hàng. Được chưa nào? Như vậy thì bây giờ cái bài này, cái cách làm thì nó gần giống với bài 122 các em. Đầu tiên ta sẽ phân tích cái số này 805 ra thừa số nguyên tố nhé. Như vậy 805 bằng, bây giờ đối số này người ta rất là khó nhẩm, thầy sẽ làm ở phía dưới đây cho các em thấy nha. Đây gọi là nháp này. Như vậy 805 chúng ta chia này, bây giờ người ta sử dụng dấu hiệu nha. Tận cùng là chữ số 5 thì chắc chắn không chia cho 2 rồi. Bây giờ qua chia 3 rồi. 5 cộng 0 cộng 8 thì bằng 13, không chia cho 3. Tận cùng là chữ số 5 thì chắc chắn nó sẽ chia cho 5. Không, 805 thì nó sẽ chia cho 5. Các em có đồng ý với thầy không nào? Đó, như vậy thì 805 chia cho 5 bằng bao nhiêu nào? Thì em là bằng bao nhiêu em? Cái này chúng ta tiếp tục chia ngoài nháp nhé. Nếu chúng ta tính nhẩm không được, 8 chia 5 bằng 1. Có đúng không nào? Viết nhớ 3. Hạ thông xuống 30 chia 5 thì được 6, 5 chia 5 thì được 1, 161. Ta thấy chia 5 được nữa không? Không đúng không? Tổng cộng là chữ số 1 mà.
chia 5, bây giờ xem chia 7 được không nào. Chia 7. Như vậy 16 chia 7 thì được 2. 2 7 14. 2 7 14 nhân 2 hạng 1 xuống trở thành là 3. 2 3 là số nguyên tố chính chia chính nó luôn. Đây được 1. Như vậy thì nó sẽ bằng 5 nhân 7 nhân 2 3. Được chưa nào? Như vậy thì 805 đã rồi. 805 thì nó bằng 5 nhân 7 nhân 23. Các em có thấy nào? Vì cái số học sinh nó ship không quá 35 hàng cũng như không ít hơn 15 hàng. Nên mỗi hàng nó không ít hơn bao nhiêu? Không ít hơn 23 học sinh. Và không nhiều hơn bao nhiêu? Các em không nhiều hơn bao nhiêu nào? Các em. Và nó không ấy bao nhiêu em? Và không nhiều hơn 54 học sinh. Tại vì sao? Tại vì chúng ta lấy 805 này, chúng ta chia cho 15 cũng như chia cho 35 thì nó không, cái số học sinh này nó không vượt quá 23 học sinh và không nhiều hơn 54 học sinh. Thế đúng không nào? Nghĩa là 805 này chúng ta chia cho 15 này nó rơi vào khoảng là 53 phẩy mấy học sinh kia. Được chưa? Nên chúng ta chỗ này chúng ta lập luận vô nhé. Như vậy thì cái số học sinh, vì cái số học sinh nè, học sinh thầy ghi tắt nhé, ship nó không quá, nó không quá 35 hàng ha, và không ít hơn 15 hàng ha, nên mỗi hàng sẽ không ít hơn bao nhiêu sinh game. Các em lấy 805 chia 35 hàng này là không ít hơn là 23 học sinh, 23 học sinh và không nhiều hơn bao nhiêu game. Các em lấy 805 chia cho 15 thì bằng khoảng 53 phải mấy em, thì nó không nhiều hơn là 54 học sinh. Số học sinh thì không thể lấy lẻ được em ha. Đó, các em hiểu nào? Chúng ta gọi x là cái số học sinh ở mỗi hàng thì chúng ta có là 805 chia hết cho x, chúng ta đưa về giống như cái bài 122 em, và đồng thời x này nằm trong cái khoảng là bao nhiêu em, 23 nhỏ hơn bằng x và nhỏ hơn 54. Từ đó chúng ta sẽ suy ra x này sẽ bằng bao nhiêu nè. Đây các em, chúng ta lại dựa vào ở chỗ này. Ta thấy nó rơi vào trong khoảng này thì các em thấy là 5 nhân 7 thì bằng 35, hợp lý này. 5 nhân cho 200 5 nhân cho 23 thì nó vượt quá 54 rồi, loại. 7 nhân 23 vượt quá 54, loại. Số 5, số 7 đây cũng loại luôn, chứng tỏ lấy được số 23 nó rơi vào trong khoảng này. Chứng tỏ x này nó sẽ được là 23. Hoặc là x này sẽ bằng 30, 15. Đó. Các em hiểu chưa nào? Ok. Em rõ chưa? Rồi. Chúng ta đi sang bài 124 nhé. Ta có bài 124 các em. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu cái khái niệm số hoàn chỉnh trước nhé. Số hoàn chỉnh gọi là số hoàn thiện hoặc là số hoàn toàn. Số tự nhiên n có tổng các ước bằng n không kể n thì được gọi là số hoàn hoàn chỉnh. Được chưa nào? Chứng tỏ rằng các số 28 và 496 là số hoàn chỉnh. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tìm tất cả các ước của 28 ra, mà các ước này chúng ta cộng lại mà nó bằng đúng là 28 thì nó chính là số hoàn chỉnh. Ý là như vậy đấy. Như vậy thì ở đây chúng ta có, đầu tiên ta đi tìm ước của 28. Câu A em. Thì ước 28 thì ở đây chúng ta có thể nhẩm nhẩm được này. 1 này, tại vì nó số nhỏ anh em ha. 2, 4, minus 7, 14. Có đúng không nào? Với lại là 28. Nhưng mà ở đây chúng ta không cộng với 28 mà các em chỉ cộng từ 1 tới 14 thôi. Và nếu bằng số 28 này thì nó chính là số hoàn chỉnh. Các em hiểu nào? Như vậy ta có 1 cộng 2 cộng 4
cộng 7 cộng 14 thì nó có bằng 28 không em? À bằng. Thì chứng tỏ chúng ta kết luận vậy. 28 là số hoàn chỉnh. Được chưa? Số hoàn chỉnh. Ok. Đó. Chứng tỏ như vậy thì chúng ta sẽ làm cho thầy ở cái bài 400. Nghĩa là chúng ta cũng sẽ đi tìm ước giùm thầy là 496 ra. Và chúng ta cộng lại. Nếu như mà nó là cộng lại bằng 496 thì nó chính là số hoàn chỉnh. Ha? Thì cái ước nó sẽ bằng này. Thầy nhầm nhầm 1, 2, 4 này, 8, 16 này, 31 em. Sau 2, 126, cuối cùng là 248, và cuối cùng nữa là chính nó là 496. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây ta có, đẩy lên dễ viết em nha. Ta có, như vậy ta có 1, cộng 2, cộng 4, cộng 8, cộng 16, cộng 31, cộng sau 2, cộng 126, cộng cho 248. Thì người ta tính nhầm 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 ở bên ngoài nháp. Thì cái số này liệu nó có bằng 496 không nè? À, nó sẽ bằng 496. Vậy cái số 496 là số hoàn chỉnh. Ok. Được chưa? Rồi, chúng ta đi sang câu B em nhé. Câu B em, người ta yêu cầu em là tìm số hoàn chỉnh N. Biết N bằng B nhân Q, trong đó B, Q là cái số nguyên tố. Như vậy ở đây người ta đã cho chúng ta biết là N là bằng B nhân Q. Không? Trong đó B, Q là các cái số nguyên tố. Thì ở đây chúng ta có cái gì em? Thì theo đầu bài, theo cái đề bài, ta có cái gì em? Bạn nào biết? Như vậy thì ở đây chúng ta có này, nghĩa là chúng ta sẽ đi tìm ước của cái số N này, nó có phải bằng là 1 này, rồi B này, rồi có phải Q này, rồi B nhân Q không nè. Thì để nó là số hoàn chỉnh thì các em lấy 1 cộng cho gì? Cộng cho B, cộng cho gì? Cộng cho Q, cộng cho gì các em? Cộng BQ thì bằng, đúng không nào? Thì nó ra được số hoàn chỉnh. Như vậy thì ta có là 1 này cộng B này cộng Q này cộng B nhân Q, đúng không nào? Thì cái này nó sẽ bằng gì các em? Có phải nó bằng là 2BQ không nè? Đó. Ok. Hay chúng ta có 1 cộng B cộng Q, thì ở đây nó phải bằng BQ, đúng không? Tại vì sao? Tại vì theo cái tính chất của số hoàn chỉnh thì ba cái số này cộng lại thì phải bằng BQ này không? Nghĩa là ba anh đây này, tại vì thầy làm tắt và nhanh một xíu, thầy nói tại sao nó bằng 2BQ, đúng không? Chúng ta thì thắc mắc như này, một số phụ huynh xem sao cái này cộng lại là bằng 2BQ, tại vì 1 cộng B cộng Q ở đây là bằng chính là BQ đây. Như vậy B nhân Q cộng B nhân cộng B nhân Q thì bằng 2B nhân Q. Kem hiểu chưa nào? Đó. Hay đây thầy đã giải thích ở dưới đây. Nên chúng ta sẽ suy ra chúng ta có như em, chúng ta có là gì? Bạn nào biết? Như vậy chúng ta có là B trừ 1 nhân cho gì? Q trừ 1 thì sẽ bằng mấy? Bằng 2. Có đúng không nào? Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra B được bao nhiêu nào? B này sẽ bằng 3. Và Q bằng mấy? Q bằng 2. Và cái số này đã chính là cái số N này sẽ bằng B nhân Q, sẽ bằng 3 nhân 2 thì bằng 6. Được chưa? Ok. Câu B em. Rồi. Clip hôm nay là tới đây là kết thúc em. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay cho em những bài tiếp theo em nhé. Ok, xin chào và gặp lại em trong các clip tiếp theo nha.